Đấy. Ôi giời, xem xung quanh xe có quá trẻ nhạy con, luôn, có trẻ con nó ngồi không hay gạch đá cọc nhanh như cổng. điện. Hay phết. Tiếp tục với một chiếc xe Toyota Prado. Chiếc xe này hôm nay là sẽ lắp một chiếc màn hình liền camera 360 độ 2D và 3D. Màn 9 inch liền 4 mắt camera 360 độ, cảm biến ảnh sensor Sony IMX225. Y như cái bộ mà hôm trước vừa lắp em Porsche 2008. Prado 2010 mà còn đẹp quá, cũng cáp thật. Đúng là chiếc xe của thế kỷ. Chiếc xe của thế kỷ. Nhìn nội thất vẫn còn đẹp quá. Anh là xe kiểu dáng vẫn còn rất là hiện đại. Khủng long. Máy móc thì đơn giản này. 15 rồi vẫn còn form đẹp lắm. Thay đổi form gì cả. Đây là những mắt camera trên gương này, hai gương hai mắt. Mắt phía trước, mắt ngay dưới logo. Mọi xe to như này nắp 360 là quá hợp lý rồi. Đây là quyết định rất đúng đắn của anh chủ xe. Chung tất cả các dòng Toyota thì DJ thường là đơn giản hơn là các cái dòng xe khác. Hôm trước là DJ con Porsche là cực kỳ vất vả, thời gian có thể gấp đôi với con Toyota như thế này. Kia là cái mặt dưỡng 9 inch, tí nữa mình sẽ đặt cái màn liền camera 360 độ vào cái mặt dưỡng này. Đúng rồi, cho em mượn kéo ấy. Khoang xe sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy, bản này là có cái màn gối ấy. À, theo anh chủ xe hai màn gối này vẫn dùng bình thường. À, cho nên là sẽ phải đặt cái loại màn 9 inch mà nó có AV out. Đấy, phải hẹn anh ấy là đặt màn 9 inch có AV out để sử dụng luôn được cả hai cái màn gối này. Hai màn gối này vẫn sử dụng bình thường. Đây đúng không? Đây là hình ảnh chưa căn chỉnh này. Nhìn cũng đã dễ chịu phết rồi đấy. Tí mà căn chỉnh nữa thì còn tuyệt vời nữa. Căn chỉnh tự động, trải bạt ra, căn chỉnh mắt cam, đo mấy khoảng cách thì chính xác rồi thì nó sẽ căn chỉnh tự động luôn. Mắt cam chuẩn chưa? Đấy, bạt thứ hai. Căn tự động đi. Ở đừng hủy căn tự động rồi. Đẹp luôn. Cùng đét. Càng đét luôn, vuông góc trước sau luôn. Đó. Đẹp quá. Đây để 2D nhé. Tiếp đi. Tiếp đi. Các cái mắt sau này để em chỉ cụ thích view kiểu gì cũng được. Tức là trong phần mềm này nó dịch chuyển được các mắt khoảng cách trước sau, à tiến lên đấy, xong mắt mình nhìn cảm giác nó phải như nào thì mình làm. Đây ví dụ cái này sau này mình có thể làm nó view được cái mõm dài hơn nữa. Đấy, tức là mình có thể view tít lên trên này được. Đồ. Mới có Prado không nhỉ? Có chứ. Honda. Đấy. Đây. Chuẩn luôn. Màu màu đen luôn. Căn đây là màu đen đúng không? Màu đen thì hiệu chỉnh như nào nhỉ? Đúng rồi, ok rồi đi. Mở thế thôi rồi. Đấy. Đồ sáng bấm cái kì. Logo Trung Quốc thần thánh.
Get more này còn nhiều thứ nữa cơ. Mất tiền thì tải thêm những cái car shop này, gọi là những thứ đồ chơi đấy. Tí về mình có loại cam còn trước cả biển số cơ nhỉ, có cái 4 ghi là có biển số. Trái đây là trái hay là gì? Trái đó, trái này không đúng, không đúng rồi, trái này là mình lại chưa ấy rồi, em gạt nùi xem nào, nùi lại lệch thành phải. Nó có cái này em nghĩ thấy hay hơn này. Chắc có mấy anh phường giao cho bọn này. Chỗ nào trống là có làm ăn đến ngay. Đẹp quá, đẹp. Có cái vạch này cũng chọn hay đấy. Vạch này như là em không nhớ là của Audi. Xi nhan phải chứ, trái nó lại ra đó, trái chưa ra được, chưa được, cái này là về chỉnh lại. Xi nhan trước con Mazda cho em. Chỉnh được các góc đấy. Trái cho nào. Đấy, cho nó cân không? Xem. À, đồ xịn rồi.